Đây là một cái bài hướng dẫn thiết kế hiệu ứng 3D trong Photoshop. Thì chúng ta thấy đây là một cái kết quả sau khi thiết kế. Chữ 3D sẽ xuất hiện trên ảnh và có những cái hiệu ứng về bóng đổ, ánh sáng và chất liệu. Chúng ta có thể kết hợp để làm cho bức ảnh của mình sinh động và đẹp hơn với những hiệu ứng mới trong Photoshop. Bây giờ để bắt đầu thiết kế, chúng ta có thể chọn lựa một ảnh. Chúng ta mở ảnh ra. Chú ý là ảnh của mình nó sẽ có những cái bề mặt giống như chúng ta thấy ở đây. Thí dụ như bãi biển, đường phố, thậm chí có thể là những địa hình về đồi núi. Và chúng ta trình bày chữ 3D trên những cái bề mặt như thế. Để bắt đầu cho phần này, chúng ta sẽ mở Mirror Window và chọn Layer. Chúng ta dùng công cụ Tile Tool để nhập chữ làm chủ đề cho chữ 3D. Ở đây tôi sẽ nhập chữ Memory. Chúng ta click trên màn hình và gõ chữ. Chúng ta kết thúc với Control Enter. Sau đó chúng ta dùng Edit Transform để co giãn chữ. Bấm Enter để kết thúc. Chúng ta đặt chữ ở phía sau của phần đôi dép. Do đó bây giờ chúng ta sẽ tạo chữ 3D nằm phía sau của đôi dép. Để thực hiện phần này, chúng ta chọn menu 3D. Chúng ta chọn New 3D Extrusion from Selected Layer. Như vậy sau khi thực hiện, chúng ta sẽ thấy một chữ 3D với phần khối ở phía sau. Và chúng ta cũng sẽ thấy phần bên dưới có phần bóng đổ. Tại đây chúng ta sẽ di chuyển bảng 3D sang bên tay trái màn hình. Và đồng thời chúng ta sẽ bắt đầu nói về phần áp dụng cho phần trình bày chất liệu. Để xem được những cái phần như ánh sáng và bóng đổ thật trên màn hình, chúng ta có thể dùng trên menu 3D và chọn lệnh Render để kết xuất hình ảnh. Ở chế độ này, chúng ta sẽ thấy hình ảnh 3D được cải thiện bởi độ sáng và bóng đổ. Sau khi kiểm tra sơ bộ về hình ảnh, chúng ta sẽ ngưng render bằng cách đặt click trên màn hình và chúng ta trình bày chữ 3D của mình. Để thực hiện cái hướng cho chữ 3D theo cái ý tưởng sáng tác, chúng ta có thể click chọn khối chữ và áp dụng với các công cụ trên 3D mode để xoay khối 3D bằng cách là chúng ta thấy trên trục 3D có 3 biểu tượng. Thứ nhất là mũi tên để di chuyển chữ 3D. Thứ hai, đây là biểu tượng để xoay khối chữ. Do đó chúng ta thấy là khi đặt trên trục màu xanh, một biểu tượng vòng tròn xuất hiện màu vàng. Như vậy thì tương ứng với trục màu đỏ, chúng ta sẽ đặt ở vị trí thứ hai và chúng ta xoay nhẹ khối chữ để nghiêng theo cái chiều mà chúng ta muốn đặt. Ở đây tôi sẽ đặt cho nó nghiêng theo bãi biển. Tiếp đến, chúng ta thấy bên trong có phần cái khối lập phương màu trắng. Đây là khối cho phép co giãn toàn bộ khối 3D. Do đó chúng ta có thể crack bằng cách là đặt con trỏ vào khối và crack để tăng. Như thế, chúng ta có thể đẩy lùi khối về phía sau bằng cách là đặt con trỏ vào đầu mũi tên màu xanh và đẩy lùi về phía sau. Tiếp tục như thế, chúng ta có thể áp dụng di chuyển khối 3D bằng cách là drag mũi tên tại các trục và kéo. Phần này chúng ta co giãn chữ theo cái độ lớn mong muốn.
Ở đây tôi sẽ trình bày chữ từ bên trái và nó đi vào cái chiều sâu bên phải, nó có độ nghiêng và chúng ta có thể xoay cho nghiêng một chút xíu để biểu diễn về cái không gian 3D. Sau đó chúng ta có thể crack di chuyển đặt vào cái khối chữ trên hình ảnh. Đó là phần đặt vị trí chữ trên hình ảnh. Bây giờ chúng ta sẽ nói về phần trình bày. Ở phần trình bày này chúng ta sẽ tạo một cái chữ kim loại có chất liệu với ánh sáng giống như hình ảnh. Để làm phần này, chúng ta sẽ tạo ánh sáng bằng cách click chọn environment và chúng ta load ảnh vào để tạo ánh sáng. Tại đây, chúng ta mở Windows Property. Trên Windows Property hiện tại chúng ta sẽ thấy có một cái dấu check tại IBL. IBL này viết tắt của chữ Image Baseline. Từ đây, với mặc định là màu đen, chúng ta sẽ nạp bức ảnh để tạo nền ánh sáng bằng cách là chọn Load Texture. Sau đó chúng ta crash xuống và mở ảnh gấp, ảnh mà chúng ta đang thiết kế để nạp vật liệu. Mục đích là tạo ánh sáng tự nhiên đối với ảnh. Chúng ta Open. Như vậy sau khi chúng ta click Open thì ảnh đã xuất hiện mờ trên màn hình. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển ánh sáng của ảnh vào trên model chữ 3D. Tại đây chúng ta click trở lại layer memory để trở về màn hình bình thường. Sau đó chúng ta sẽ chọn layer thứ nhất và chúng ta ấn shift để chọn layer thứ năm. Tiếp đến là chúng ta sẽ điều chỉnh reflection để tạo độ phản chiếu bằng cách là crack sang phải. Chúng ta có thể thử với cái mức cơ bản là 75%. Chúng ta nhập số vào trong ô của số. Tiếp đến là chúng ta điều khiển ánh sáng để tạo độ bóng bằng cách là di chuyển crack con trượt size sang bên phải. Chúng ta cũng sẽ thử test với chế độ là 75%. Chúng ta bấm Enter. Để có thể xem được kết quả cơ bản, chúng ta sẽ sử dụng 3D và chọn Render. Ở phần này, chế độ Render sẽ quét ngang khối 3D và tạo ra phần ánh sáng cũng như bóng đổ. Hiện tại, chúng ta thấy là trên mặt tiết giáp của chữ 3D và ảnh, phần bóng đổ chưa hiện rõ bởi chúng ta đã di chuyển cái chữ này hơi sâu xuống bên dưới. Do đó chúng ta sẽ click vào hình ảnh để nâng khối chữ này lên. Chúng ta crack mũi tên màu xanh và kéo lên một chút trên mặt đất. Sau đó chúng ta render kiểm tra lại để xem kết quả. Để thấy rõ điều này hơn, chúng ta sẽ sử dụng chế độ bật lưới phối cảnh và kiểm tra lại cái khối chữ trên mặt phẳng. Chúng ta click ngưng render, chúng ta chọn View, chọn Show và chọn 3D Crowd Rend. Ở đây chúng ta thấy là chữ của mình nó hơi lúng xuống bên dưới so với lưới phối cảnh. Chúng ta sẽ di chuyển cái này lên bên trên và chúng ta lưu ý là chúng ta sẽ đặt trên lưới phối cảnh như chúng ta thấy ở đây, sao cho nền của chữ vừa chạm lên cái đường lưới xanh đỏ. Và bây giờ chúng ta sẽ render lại để kiểm tra. Như vậy sau khi di chuyển chúng ta thấy là chữ nó hơi cao và chúng ta click render để kéo nó trở xuống. Như vậy mỗi lần điều khiển chữ, chúng ta sẽ render để kiểm tra lại kết quả. Bởi chế độ này cho phép quan sát khi chúng ta render hình ảnh. Rồi, như vậy chúng ta sẽ di chuyển xuống một chút xíu nữa. Chúng ta sẽ sử dụng chế độ
di chuyển giống như lúc nãy, có nghĩa là kéo trên trục màu xanh. Chúng ta drag nhẹ xuống. Và chạy render. Ok, bây giờ chúng ta thấy kết quả đã tốt hơn, có nghĩa là phần bóng đã tiếp cận với mặt phẳng. Để tiếp cho phần tiếp theo, chúng ta sẽ tạo cái đồ nổi trên bề mặt chữ nhằm tạo ánh sáng phản chiếu đẹp hơn. Bây giờ chúng ta click render, sau đó chúng ta sẽ điều khiển độ nổi của chữ. Tại đây chúng ta thực hiện bước như sau. Chúng ta chọn từ bảng property, tại shape preset, chúng ta sẽ bật và chọn biểu tượng bằng cách ta click trên biểu tượng để tạo độ nổi. Như vậy chúng ta sẽ thấy chữ xuất hiện với độ nổi và độ bóng. Thì khi chúng ta điều chỉnh, độ sâu khối sẽ thay đổi. Do đó, chúng ta sẽ điều khiển lại độ sâu khối bằng cách là điều chỉnh Extrusion Depth. Ở đây chúng ta sẽ chọn một cái độ khối bằng cách là nhập số hay là con trượt. Và độ dày khối chúng ta cũng chỉnh theo tùy thích. Sau khi có được kết quả cơ bản, chúng ta sẽ chạy render để kiểm tra toàn bộ. Như vậy với kết quả này, chúng ta sẽ thấy chữ xuất hiện với ánh sáng phản chiếu từ ảnh, và bên dưới chữ tiếp với mặt đất nhìn cũng rất là trung thực. Sau khi render sơ bộ, chúng ta click để ngừng. Và bây giờ chúng ta sẽ ẩn lưới show và chúng ta bỏ tùy chọn 3D Ground Plane. Tiếp đến là chúng ta có thể nói về phần điều chỉnh bề mặt của chữ với độ cao. Ở đây chúng ta có phần biểu tượng thứ hai cho phép điều khiển độ nổi của chữ bằng cách là sử dụng với các cái nút tiện ích. Trên màn hình chúng ta sẽ có phần điều khiển bằng cách là di chuyển con trỏ để highlight, và sau đó chúng ta press điều khiển các cái chế độ chiều sâu, hay là chúng ta điều khiển về độ lớn của bóng của khối, dần dần. Chúng ta click vào các biểu tượng bật sáng màu vàng và sau đó điều khiển. Như vậy chúng ta thấy sự kết hợp giữa chúng cho phép điều khiển để thay đổi một số yếu tố cơ bản. Chúng ta cũng có cái phần nút thứ ba là cho phép điều khiển để tạo độ nổi. Trên này chúng ta có thể chọn Contour. Như vậy khi chọn Contour, chúng ta sẽ thấy bề mặt chữ thay đổi và có cái cấu trúc khác hơn một chút xíu. Như vậy chúng ta thấy là sau khi chọn, ngoài việc chọn từ danh sách, chúng ta có thể điều khiển bằng cách là drag mũi tên trên cái công cụ tiện ích để thay đổi độ nổi của chữ. Như vậy chúng ta thấy ở đây, phần này cho phép thay đổi chiều cao độ nổi của chữ. Tương tự, chúng ta crack bên đây để thay đổi cái phần cạnh của chữ 3D.
Sau khi điều khiển vừa ý, chúng ta có thể chạy render. Thì khi vừa ý, chúng ta có thể thực hiện render trong suốt quá trình để cho ra một cái kết quả trung thực về bóng đổ, ánh sáng cũng như về hiệu ứng 3D. Thì đối với phần này, thời gian render có thể lên đến vài chục phút, thậm chí có thể là 1-2 giờ. Và kết quả chúng ta sẽ thấy ở phần phía sau. Như vậy khi render, chúng ta trở lại với phần ảnh ví dụ. Để thực hiện cho kết quả cuối cùng, phần này chúng ta sẽ render cho đến khi kết thúc. Như vậy khi render kết thúc, các ô vuông tự động sẽ biến mất và thời gian render sẽ xuất hiện bên dưới. Hiện tại chúng ta sẽ thấy thời gian chưa xuất hiện, khoảng 10 hay 15 phút thì thời gian kết quả render sẽ xuất hiện và thông báo chúng ta biết như thế nào. Việc render này nó cũng xảy ra nhanh hay chậm là do phần trang bị RAM trên máy tính. Trong phần yêu cầu này, chúng ta sẽ trang bị RAM trung bình là 4GB RAM và có thể cao hơn nữa. Như vậy chúng ta thấy phần render sẽ hiển thị về bóng, độ phản chiếu của chữ, và chúng ta thấy cái không gian chữ rất là trung thực trên bức ảnh. Sau khi render xong, chúng ta lưu ý chúng ta phải lưu file bằng cách là chọn file save. Để có thể cho ra một bức ảnh, chúng ta click vào bảng layer và chúng ta sẽ gộp kết quả lên trên một layer ảnh bằng cách là chọn layer 3D, sau đó ấn Ctrl Shift Alt Tab cộng E để gộp ảnh lên một layer kết quả. Thì đây là layer kết quả mà chúng ta sẽ có được trong phần trình bày. Nhắc lại, để có kết quả toàn bộ, chúng ta sẽ sử dụng Resume Render và render cho hết thời gian. Ở đây chúng ta thấy là thời gian sẽ xuất hiện đang thông báo trên màn hình. Như vậy để chắc chắn hơn, sau khi render, chế độ quét render với ô vuông này sẽ biến mất. Chúng ta thực hiện lưu file với thao tác chọn file save để có kết quả cuối cùng. Chúc các bạn thành công.